Kết quả kiểm tra nồng độ cồn tài xế Nghiêm Thành Đạt vi phạm nồng độ cồn ở mức 0.501mg trên 1 lít khí thở. Tài xế này không có ma túy trong cơ thể. Cảnh sát nhận định nguyên nhân sơ bộ do tài xế Đạt không chú ý quan sát gây tai nạn, khiến chiếc xe đâm khoảng 10 xe máy đang dừng đón học sinh tại ngõ 300 phố Bạch Mai. Hậu quả làm 4 người bị thương, 3 người bị thương nhẹ, đã về nhà theo dõi, một người bị thương phần mềm đang điều trị tại bệnh viện Thanh Nhàn. Vụ việc đang được đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội phối hợp đội điều tra tổng hợp công an quận Hai Bà Trưng cũng có hồ sơ điều tra giải quyết và xử lý theo quy định.